Xin chào tất cả quý vị khán giả đã đến với bản tin công nghệ của Di Động Việt. Như Nguyễn rất vui là người đồng hành cùng tất cả quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Hy vọng có thể mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất, hấp dẫn và thú vị về tình hình công nghệ trong và ngoài nước trong thời gian vừa qua. Bản tin công nghệ ngày hôm nay sẽ đem đến cho chúng ta những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Thông tin về Nexus thế hệ mới cùng với chip Snapdragon 820. Có gì đặc biệt ở sự kiện CES 2016? Thông tin mới về thương hiệu smartphone OnePlus. Thông tin đầu tiên mà Như Nguyễn cùng với Di Động Việt muốn mang đến cho quý vị trong bản tin công nghệ ngày hôm nay là về Nexus thế hệ mới. Thế hệ Nexus tiếp theo nhiều khả năng sẽ được Huawei công bố vào nửa cuối năm 2016. Năm 2015, công ty Trung Quốc đã sản xuất một thiết bị Nexus, Nexus 6P. Một số đồn đoán cho rằng Google sẽ một lần nữa hợp tác với Huawei để cho ra một Nexus khác vào năm sau. Và Snapdragon 820 gần như chắc chắn sẽ xuất hiện trong chiếc Nexus mới của Huawei. Snapdragon 820 được sản xuất dựa trên quy trình 14 nanomet. Hiện Galaxy S7 và một thiết bị Lumia vẫn đang được đồn đoán là sẽ được trang bị con chip mạnh nhất của Qualcomm này. Giới công nghệ cho rằng chip xử lý này cũng sẽ xuất hiện trong một smartphone Nexus 2016, một lần nữa là do Huawei Trung Quốc sản xuất. Snapdragon 820 được trang bị nhân độ hòa Adreno 530, có hiệu năng xử lý cao hơn 40% so với nhân độ hòa Adreno 430 trên Snapdragon 810. Dù có hiệu năng xử lý đồ họa cao hơn, nhưng mức tiêu thụ điện năng của nhân đồ họa mới sẽ thấp hơn đến 40% so với người tiền nhiệm. Một thông tin thú vị cho biết, đồ họa Adreno 530 của Snapdragon 820 hỗ trợ OpenGL ES 3.1, tương thích tốt với chuẩn HDMI 2.0, có khả năng truyền video 0 giây, độ phân giải 4K, tốc độ 30 khung hình 1 giây. Ngoài ra, Snapdragon 820 còn sở hữu bộ xử lý hình ảnh ISP mới, hỗ trợ chống rung quang học OIS, tối ưu cho ảnh chụp thiếu sáng nên sẽ mang lại chất lượng hình ảnh tốt hơn. Thông tin tiếp theo trong chương trình bản tin công nghệ ngày hôm nay liên quan tới sự kiện CES 2016 sẽ có gì tại sự kiện đặc biệt này? Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là sự kiện CES 2016 sẽ chính thức khai mạc vào tháng 1 đầu năm tới, đánh dấu bước khởi đầu cho một năm 2016 được dự đoán sẽ có nhiều bất ngờ cho làng công nghệ thế giới. Như thường lệ, sự kiện này sẽ được tổ chức tại Las Vegas, Nevada ở Mỹ. Ngay từ bây giờ, trang công nghệ Phone Arena đã đưa ra một số dự đoán về hành trình của các hãng công nghệ lớn tại sự kiện năm nay và những sản phẩm có thể được trình làng trong dịp này. Dự đoán đầu tiên là về hãng điện thoại Samsung. Bất chấp nhiều tin đồn gần đây cho rằng Galaxy S7 sẽ được trình làng tại CES năm nay, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng khả năng này là rất thấp. Tuy nhiên, nếu cái tin đồn là chính xác thì Samsung sẽ trình làng từ 1 đến 2 thiết bị cầm tay trong dịp này, bao gồm Galaxy A9. Chiếc smartphone này gần đây xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và có vẻ như CES 2016 là thời điểm chín muồi để sản phẩm này sẽ được công bố. Thông tin dự đoán tiếp theo sẽ dành cho LG. Giống như đối thủ Samsung, LG cũng sẽ tổ chức sự kiện riêng của công ty tại CES bắt đầu từ ngày 5 tháng 1. Là công ty công nghệ lớn thứ hai Hàn Quốc sau Samsung, LG chắc chắn cũng sẽ không chịu thua chị kém em trong dịp này. Tuy nhiên, các thông tin rò rỉ về các sản phẩm mới của LG thời gian gần đây khá hạn chế. Một số người cho rằng sẽ có LG G Flex 3 được giới thiệu tại CES 2016, nhưng các chi tiết về cấu hình của thiết bị này hiện vẫn là một ẩn số. Dự đoán tiếp theo sẽ dành cho Sony. Thật khó để có thể trông thấy Sony Xperia Z6 tại CES 2016, nhưng giới thạo tin cho biết ít nhất Sony cũng sẽ mang đến sự kiện năm nay một thiết bị mới. Nhiều khả năng thiết bị này sẽ là Xperia Z5 Ultra với màn hình hiển thị 4K 6,44 inch, 2160x3840 pixel, RAM 4GB, chip Snapdragon 820, máy ảnh chính 23 megapixel. Đối với Huawei, một trong những hãng smartphone lớn nhất Trung Quốc vào thời điểm hiện tại, gần đây đã xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến chiếc điện thoại Huawei Mate 8. Theo các thông tin rò rỉ, thì thiết bị sẽ sở hữu màn hình hiển thị 6 inch, độ phân giải 1080p, vi xử lý 2 Silicon Kirin 950 do chính công ty sản xuất, RAM 3GB hoặc 4GB, sử dụng cảm biến 16MP Sony IMX298, ống kính 3 trục, khẩu độ F2.0 và hỗ trợ ổn định hình ảnh quang học. Ngoài các hãng trên, cũng không loại trừ các tên tuổi ít nổi tiếng hơn sẽ mang đến cho giới công nghệ những bất ngờ thú vị. Chúng ta hãy cùng chờ xem nha!
Và một thông tin đáng chú ý nữa mà bản tin công nghệ muốn đem đến cho quý vị trong ngày hôm nay, đó chính là thông tin về OnePlus. OnePlus là một thương hiệu smartphone với phần cứng của các sản phẩm gần như là cao cấp, nhưng luôn được bán ra với mức giá thấp nhất có thể. OnePlus trở nên nổi tiếng trong giới smartphone khi lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng sản phẩm OnePlus One, một thiết bị có cấu hình gần như tương đương với các sản phẩm cao cấp nhất của Sony, Samsung, HTC vào năm 2014, nhưng chỉ có giá bằng một nửa. Để tăng sự chú ý của người dùng, OnePlus đã thực hiện một chính sách bán hàng khá lạ khi chỉ những khách hàng nhận được thư mời của công ty mới có thể đăng ký mua sản phẩm này mà thôi. Các tin đồn gần đây cho rằng OnePlus 3 sẽ được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 820. Điều này không có gì quá ngạc nhiên khi các thế hệ smartphone của OnePlus đều sử dụng con chip mới nhất và mạnh nhất của Qualcomm. Song song đó, thiết bị này sẽ có độ phân giải 1080x1920px. Nếu điều này trở thành sự thật, thì có nghĩa là OnePlus vẫn giữ nguyên quan điểm là màn hình Quad HD là chưa thật sự cần thiết vào thời điểm này. Có vẻ như là các bạn khán giả của chúng ta đang rất nôn nóng chờ đợi một phần cực kỳ hấp dẫn trong bản tin công nghệ của Di Động Việt, phải không nào? Các bạn đừng lo, Như Nguyễn không quên đâu. Ngay bây giờ, Như Nguyễn sẽ tiết lộ câu hỏi kỳ này dành cho các bạn đây. Nhưng trước hết, Như Nguyễn sẽ bật mí một bí mật dành cho các bạn. Đó chính là kỳ này, giải thưởng dành cho khán giả xuất sắc có đáp án chính xác nhất và nhanh nhất sẽ là một giải thưởng cực kỳ hấp dẫn và giá trị. Chúng tôi đã quyết định nâng giải thưởng lên từ 100.000 lên 200.000 đồng cho một chiếc thẻ cào tùy theo mạng điện thoại của bạn. Hấp dẫn quá phải không nào? Còn bây giờ hãy nghe kỹ câu hỏi của ngày hôm nay nha. Câu hỏi của bản tin công nghệ kỳ này: sự kiện CES 2016 sẽ diễn ra vào tháng mấy? Wow, câu hỏi cực kỳ dễ và cách thức tham gia cũng cực kỳ đơn giản các bạn ạ. Các bạn chỉ cần bình luận câu trả lời của mình ở ngay dưới đoạn YouTube này và đừng quên để lại hai số tự nhiên bất kỳ mà bạn chọn. Kết quả sẽ được căn cứ vào hai số cuối giải độc đắc xổ số miền Bắc ngày 24 tháng 12. Biết đâu chúng ta sẽ có một phần quà nho nhỏ để có thể vi vu trong đêm Noel thì sao nào? Còn bây giờ, thời lượng dành cho bản tin công nghệ đã hết rồi. Như Nguyễn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin công nghệ kỳ sau.